kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Sau đây là những tin tức vừa được cập nhật từ tình hình chiến sự Nga và Ukraina. Nga dùng chiến thuật vàng dầu tại Donetsk, Ukraina đối mặt nguy cơ lớn. Các hoạt động quân sự của Nga ở miền đông Ukraina đã đạt được những bước tiến mạnh mẽ kể từ đầu tháng 8 năm 2024 khi Ukraina điều động hàng nghìn binh sĩ dày dạn kinh nghiệm nhất của nước này thực hiện cuộc tấn công bất ngờ vào tỉnh cớt hiện Nga đang áp dụng chiến thuật vạc dầu nhằm bao vây binh sĩ Ukraine tại Donetsk. Kyiv hy vọng rằng chiến dịch táo bạo tại Kurt sẽ buộc Điện Kremlin phải rút binh sĩ ra khỏi Donetsk, nhưng điều đó đã không xảy ra. Trái lại, Nga đã chiếm được một số thị trấn, làng mạc và đang để mạnh đà tiến. Hiện Nga chỉ còn cách thành phố chiến lược Pokrov 8 km và thành phố Minorat 4 km. Moscow đang tập trung mọi nguồn lực nhằm chiếm hai trung tâm hậu cần này trước cuối năm nay nhiều chỉ huy và binh sĩ Ukraine coi đây là cái giá phải trả cho cuộc tấn công cớt, đồng thời cho rằng sự đánh đổi này không hề thỏa đáng. Một chỉ huy Ukraine cho biết, việc tấn công cớt là ý tưởng hay, cho thấy điểm yếu của Nga tại khu vực biên giới, nhưng chúng tôi cũng đang phải trả giá khi mất nhiều đất đai hơn. Một chỉ huy khác có biệt danh Phonik thuộc lữ đoàn 15 của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine hiện đang chiến đấu tại miền Đông cho biết. Qua màn hình theo dõi, các bạn có thể thấy Nga đã áp đảo chúng tôi như thế nào video quay được từ tiền tuyến cho thấy hàng chục quả bom lượn có sức công phá mạnh của Nga đang lao về phía các vị trí của Ukraine. Ngoài ra, binh sĩ Nga cũng sử dụng xe máy và xe địa hình vượt qua nhiều rào cản hướng đến các cứ điểm Ukraine. Các chỉ huy Ukraine cảnh báo rằng, Bokrov và Minorat đóng vai trò quan trọng đối với Ukraine trong việc phòng thủ mặt trận phía đông. Nếu hai thành phố này thất thủ, các thành phố lớn hơn như Kosti-Antinivka, Karamato và Slovian sẽ gặp nguy hiểm. Trong khi đó, Nga có thể thúc đẩy đáng kể vị thế chiến lược trong khu vực. Trong trường hợp Nga chiếm giữ hai trung tâm hậu cần trên, thì điều này sẽ làm tổn hại đến tinh thần chiến đấu của binh sĩ Ukraine, vốn được thúc đẩy sau cuộc tấn công cớt. Các chỉ huy của Kiev cho biết, Nga được cho là vẫn giữ nguyên chiến lược chính kể từ khi xung đột bắt đầu, đó là áp đảo lực lượng Ukraine bằng sức mạnh quân sự và lợi thế về nguồn lực. Các chỉ huy Ukraine cho biết đôi khi đơn vị của họ bị áp đảo về số lượng binh sĩ với tỷ lệ 1-8 và cứ mỗi quả đạn mà Ukraine bắn ra, quân đội Nga sẽ đáp trả bằng 10 quả hoặc nhiều hơn. Theo các chỉ huy Ukraine, Nga đã tìm cách thích nghi với các tình huống trên chiến trường, rút kinh nghiệm từ những sai lầm trước đó. Họ tránh tiến hành các cuộc tấn công lớn bằng xe tăng và xe bọc thép. Chiến thuật mới giúp Nga đạt được những thành công gần đây ở khu vực Donetsk, buộc quân đội Ukraine phải rút lui và đưa Moscow tiến gần hơn đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực trong những tuần gần đây, ukraine đã điều động quân tiếp viện để tăng cường lực lượng xung quanh bốtrof và đẩy mạnh xây dựng các công sự. nhưng nga cũng thay đổi chiến thuật, tiến một cách chậm rãi về bốtrof và cố gắng đánh thọc sườn các vị trí của ukraine. các chỉ huy ukraine cho biết cách tiếp cận đó đã mở rộng chiến trường và gây sức ép lớn hơn đối với hệ thống phòng thủ mỏng manh của ukraine. Hiện giờ, giao tranh cũng tập trung tại các khu vực xung quanh Vuleda và Kurakhov, một thành trì khác đang phải đối mặt với các cuộc tấn công dữ dội của Nga ở phía Nam. Số lượng binh sĩ thương vong của Nga cũng rất cao, nhưng họ đã nhanh chóng thay thế bằng các đơn vị khác. Chỉ huy một đơn vị trinh sát máy bay không người lái của Nga dự đoán, Nga đủ nguồn lực để thay thế trong vòng vài năm, và với các cuộc tấn công dữ dội của Moscow, Bokrov có thể bị thất thủ trong vòng 2 đến 3 tháng tới video quân Ukraine đi xuyên bãi mìn tiến vào vùng cất của Nga. Tờ Ukrainska Pravda dẫn tin từ quân đội Ukraine cho biết hôm 23 tháng 9, lữ đoàn công binh tấn công số 49 đã chọc thủng biên giới Nga lần thứ hai trong vòng một tháng. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, binh diện nước này đã phát hiện được 12.000 đơn vị thiết bị quân sự của Nga mỗi tuần nhờ có nền tảng trí tuệ nhân tạo Avengers Nền tảng này do Trung tâm Đổi mới của Bộ Quốc phòng Ukraine phát triển và kết quả đạt được thông qua việc phân tích tự động video do máy bay không người lái ghi lại và từ máy quay cố định. Về phía Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Apti Alaudinov nói với Sputnik hôm 22 tháng 9 rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 1 phần 2 số thiết bị khi tấn công vào vùng cất. Ngày 6 tháng 8, lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc tấn công vào vùng cất của Nga, chiếm được một số ngôi làng. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi động thái này là hành động khiêu khích quy mô lớn nhắm vào dân thường và tuyên bố sẽ có phản ứng thích đáng. Lực lượng Nga đã phát động một cuộc phản công. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu các hoạt động quân sự tại Cốt, Kyiv đã mất hơn 16.000 quân nhân và 126 xe tăng. Nỗ lực tiếp sức của EU cho Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Ngày 20 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đến Kiev hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Tại cuộc họp báo chung, người đứng đầu Ủy ban châu Âu tái khẳng định sự ủng hộ của châu Âu dành cho Ukraine, đồng thời cho biết Liên minh châu Âu-EU sẽ cấp cho Ukraine khoản vay trị giá 35 tỷ euro, khoảng gần 40 tỷ đô la Mỹ, lấy từ tiền lãi của khối tài sản 300 tỷ đô la Mỹ của Nga đang bị đóng băng trong các ngân hàng châu Âu. Tuy nhiên, Mỹ giữ thái độ thận trọng hơn và tuyên bố sẽ không tham gia đóng góp vào khoản vay trên vì lo ngại sẽ phải xử lý nhiều rủi ro đi kèm trong tương lai. Đây đã là chuyến thăm ký ép thứ 8 của bà Ursula von der Leyen. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ukraine ngày càng chịu tổn thất lớn trên hầu khắp các mặt trận, nhất là tại chiến trường Đôn Bát và khu vực phía Tây Nam. Trong khi ở vùng cớt phía Tây Bắc Nga, giáp với vùng Sumy của Ukraine, Nga đang dần giành lại lợi thế tại những khu vực mà trước đó ký ép tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát. Theo các nhà quan sát, Khoản cho vay mới nhất mà EU vừa công bố sẽ giúp hỗ trợ Kiev vượt qua mùa đông được dự báo là rất ảm đạm đang tới và mang lại hy vọng kéo dài về thời gian cầm cự cho Ukraine trên các chiến trường, nhất là khi nước này ngày càng cạn kiệt nguồn lực để trang bị thêm vũ khí và xây dựng lại cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga. Không chỉ vậy, trước chuyến thăm trên, nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết kêu gọi các nước thành viên dỡ bỏ những hạn chế để quân đội Ukraine có thể sử dụng các loại vũ khí được cung cấp tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Tuy nghị quyết không có tính ràng buộc, nhưng cũng đủ khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các nhà lãnh đạo khác ở Moscow phản ứng quyết liệt, coi đó là lằn danh đỏ đánh dấu việc phương Tây trực tiếp tham chiến chống lại Nga. Do vậy, Moscow sẽ sử dụng mọi biện pháp để đáp lại, kể cả sử dụng vũ khí hạt nhân. Châu Âu hiện tại chưa có phản ứng mới trước tuyên bố trên của ông Putin và dường như tiếp tục nắn gần Nga vì cho đến nay họ đã nhiều lần phớt lờ cảnh báo của Moscow. Theo Tổng thư ký NATO, sắp mãn nhiệm Jens Stoltenberg, Nga vẫn luôn đe dọa như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không có gì đặc biệt xảy ra. Mặc dù vậy, lần này có thể sẽ rất khác, không phải chỉ vì sự cương quyết và nghiêm túc trong phản ứng của Moscow, mà còn vì lịch sử đã cho thấy, Nga đã phản ứng mạnh mẽ như thế nào mỗi khi rơi vào thế bị dồn đến chân tường. Hành động trên của EU thực ra không phải quá bất ngờ. Ngoài Đức là nước đã sớm tuyên bố dứt khoát không cho phép Ukraine dùng tên lửa Taurus của mình để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Anh cũng cho thấy sẵn sàng đồng ý để ép dùng tên lửa Storm Shadow do London cung cấp, và Thủ tướng Anh Keir Starmer còn đích thân tiến hành một chuyến đi tới Washington để vận động, thuyết phục chính quyền Mỹ làm điều tương tự. Pháp đang đau đầu đối phó với khủng hoảng chính trị sau khi buộc phải giải tán quốc hội vào tháng 6, dẫn đến thất bại tiếp theo là một nghị viện treo đang phải tập trung giải quyết hiện nay. Đầu năm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, lãnh đạo một quốc gia EU, nhiều lần công khai kêu gọi các nước phương Tây gửi quân sang Ukraine tham chiến. Trong số các nước vừa và nhỏ còn lại trong EU, nổi bật hơn cả là Ba Lan và các nước Bắc Âu, các nước Baltic thuộc liên xô cũ, khi cơ bản tiếp tục giữ quan điểm ủng hộ giúp đỡ ký ép mạnh nhất có thể để Ukraine giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Nga hiện nay. Theo đánh giá của ông Jacob Kikegat, thành viên Viện Kinh tế Quốc tế Peterson có trụ sở tại Brussels, khoản vay mới nhất mà bà Ursula von der Leyen vừa công bố là dấu hiệu cho thấy EU đang từng bước trở thành bên ủng hộ chính của Ukraine. Thực ra, Washington dường như đã chủ động nhường cho EU vị thế hàng đầu này. Ít nhất trong giai đoạn hiện nay, khi kiên quyết nói không với tất cả những yêu cầu tăng cường hỗ trợ Ukraine về kinh tế và gỡ bỏ ngay sự hạn chế không cho phép quân đội Ukraine dùng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Việc Mỹ có thái độ thận trọng hơn có thể xuất phát từ một số lý do như lo ngại leo thang xung đột về Nga, áp lực chính trị nội bộ trước thêm bầu cử Tổng thống và nhận thức được tính nghiêm túc trong cảnh báo của Nga lập trường của Mỹ trên vấn đề Ukraine gần đây đã có những thay đổi nhất định. Theo đánh giá của ông Andrei Kutunov, giám đốc Hội đồng các vấn đề quốc tế của Nga RIAC, mặc dù Mỹ vẫn thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine, tuyên bố của Washington về cách chấm dứt xung đột đang dần thay đổi. Mỹ đang giảm dần kỳ vọng về một chiến thắng quân sự hoàn toàn của Ukraine, sau khi cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm 2023 không mang lại kết quả như phương Tây kỳ vọng. Mỹ và các quốc gia châu Âu bắt đầu nghiêng về ý tưởng tìm kiếm một giải pháp thông qua đối thoại và nhượng bộ. Cũng theo ông Kutunov, sự thay đổi quan điểm của Mỹ không đồng nghĩa với việc lập tức điều chỉnh chính sách, nhưng nó phản ánh một thực tế rằng Washington đang cân nhắc những giải pháp khác nhau để chấm dứt xung đột. Trong khi đó, giao tranh trên tất cả mặt trận đang diễn ra rất ác liệt và quân đội Nga vẫn đang tiến nhanh về phía Bokrov, đồng thời đe dọa bảo vệ các lực lượng Ukraine ở Kurs. Ngoài ra, các cuộc tấn công của Nga vào các nhà máy điện trên toàn lãnh thổ Ukraine đã gia tăng trong những tháng gần đây, khiến sản lượng điện của nước này chỉ còn bằng khoảng 1 phần 3 trước khi nổ ra xung đột. Theo ông Fatih Piron, người đứng đầu cơ quan năng lượng quốc tế, mùa đông năm này sẽ là thử thách khắc nghiệt nhất từ trước đến nay. Để hỗ trợ Ukraine khắc phục khó khăn trên, EU cũng dự kiến sẽ hỗ trợ sửa chữa hạ tầng điện năng và xuất khẩu thêm điện sang Ukraine. Trước viễn cảnh dù ai giành quyền nắm giữ Nhà Trắng sau bầu cử Tổng thống đầu tháng 11 này, việc Mỹ hỗ trợ cho Ukraine đều sẽ giảm đi, nhất là nếu cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng. Một mình châu Âu rõ ràng sẽ không thể càng đáng nổi nỗ lực bảo vệ Ukraine trục pháp Đức vốn luôn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của EU. Hiện tại cả hai đều đang phải đối phó với khủng hoảng chính trị rất phức tạp và sâu sắc ở trong nước, nên các hoạt động quốc tế chắc chắn sẽ không còn được ưu tiên cao, đặc biệt là khi Berlin và Paris ngày càng tỏ ra đang không cùng nhìn về một hướng trên nhiều vấn đề trọng yếu. Trong bối cảnh đó, việc EU đang thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với Ukraine và tỏ quan điểm rất rắn với Nga là điều khó hiểu nên đây không phải là một sự gồng mình chiến thuật, với hy vọng tạo áp lực lên Nga như vậy để giúp tăng cường vị thế của EU trong cuộc xung đột, hỗ trợ Ukraine trong thời điểm khó khăn và tạo lợi thế cho Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình sau này. Theo Le Figaro, một nhật báo lớn của Pháp, sau 30 tháng xảy ra xung đột Nga-Ukraine, ý tưởng đàm phán để chấm dứt giao tranh đang được thảo luận một cách kiến đáo tại Mỹ, EU và thậm chí tại cả chính Ukraine. Cũng theo báo này, phương Tây ngày càng công khai thừa nhận rằng vùng Donbass và bán đảo Crimea hiện nằm ngoài tầm với của quân đội Ukraine và dự đoán một hội nghị thượng đỉnh hòa bình mới về Ukraine có thể sẽ được tổ chức tại Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE vào một thời điểm sau bầu cử Tổng thống ở Mỹ. Mặc dù vậy, tất cả vẫn chưa có gì chắc chắn, chủ yếu do các bên vẫn còn thăm dò nhau chứ chưa hẳn là đã có quyết định cuối cùng. Đầu tháng 9, chính Tổng thống Putin đã nhắc lại rằng Moscow chưa bao giờ từ chối đàm phán với Ukraine, nhưng cũng vẫn khẳng định sẽ không chấp thuận các yêu cầu như Kiev đã đề ra. Mặc dù vậy, tại cuộc họp báo ngày 21 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đánh tan mọi phỏng đoán về triển vọng sớm có đàm phán hòa bình Nga-Ukraine khi tuyên bố Moscow không có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai do Ukraine thúc đẩy, vì hội nghị này chỉ để thực hiện công thức chiến thắng do ông Zelensky đưa ra như một tối hậu thư nhằm buộc Nga đầu hàng. Tóm lại, tại thời điểm hiện tại, EU dường như vẫn là bên đi đầu hỗ trợ Ukraine về cả tài chính và quốc phòng nhằm kéo dài khả năng cầm cự trong cuộc chiến với nga đang diễn ra quyết liệt hiện nay. Tuy nhiên, con đường đi đến chấm dứt xung đột, lập lại hòa bình ở Ukraine sẽ còn không ít trồng gai phải vượt qua. Để có thể tiến đến kết thúc cuộc chiến này, các bên liên quan đều cần phải nỗ lực rất nhiều, cần hành động hết sức thận trọng và phải thực sự kiềm chế đưa ra các quyết định và hành động có thể làm leo thang chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh hạt nhân nhận định của báo Le Figaro được kỳ vọng là một động thái thăm dò có cơ sở, giúp dư luận hy vọng cuộc chiến ở Ukraine sẽ sớm đi đến hồi kết. Kịch bản này vừa tránh kéo dài sự mất mát và đau thương cho người dân ở cả hai bên, vừa tránh cho châu, châu Âu nói riêng và thế giới nói chung nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh hạt nhân tàn khốc mà cuối cùng tất cả đều là bên thua trận. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mời quý vị cùng chú ý đón xem quý vị cũng đừng quên ấn nút like và subscribe trên kênh để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.